Sau 2 ngày, người dân xã Hồng Kỳ Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội căng lều bạt ngăn cản xe và đổ rác tại khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn từ đêm ngày 23 tháng 10, khiến cho gần 700 xe chở khoảng 7.000 tấn rác phải nằm chờ vì không có chỗ đổ. Việc này dẫn đến rác thải đã ùn ứ, chất đống tại nhiều góc phố, lòng lề đường trong nội thành Hà Nội, gây mất mỹ quan đô thị và bốc mùi khó chịu, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Đi dọc trên tuyến đường Tây Sơn - Nguyễn Trãi, không khó để bắt gặp những điểm tập kết rác tạm như thế này. Rác chất đống ngay trước cổng trường Trung cấp Công nghệ chế tạo máy đã 2 ngày nay khiến học sinh, sinh viên và người dân vô cùng bức xúc vì ô nhiễm. Tôi chẳng biết là nó là nguyên nhân gì. Mình không biết là nguyên nhân gì hay là vấn đề ở kia nó không cho đổ thì đâm ra đây mới ùn ứ. Nhưng mà để cái chỗ này, cái dân cư và hai nữa là ở trường này đấy. Nó bẩn, nó ô nhiễm và hai nữa nó ảnh hưởng đến cả về vấn đề học sinh. Theo ghi nhận, tại nhiều quận nội thành như Đống Đa, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, xuất hiện tình trạng rác thải bị ùn ứ, bốc mùi hôi thối từ hôm qua. Hàng dài xe thu gom rác vẫn chờ đợi để được vận chuyển đến nơi xử lý. Dọc nhiều tuyến đường, rác được vun thành đống nhỏ ở rải rác khắp các gốc cây, trụ điện, nhưng nhiều nhất là ở các đầu con ngõ, vì đây là nơi tập trung phần lớn rác thải từ các khu dân cư. Một số khu vực công nhân công ty môi trường đã phải rắc vôi, che bạt tạm thời để giảm mùi hôi thối, nhưng cũng không thể che chắn được hết các xe rác. Thì khoảng 2-3 ngày nay rồi, nó cứ ùn lên như thế mà xe buổi tối người ta đi, người ta cũng hót được, nó lại đầy tứ xứ. Người ta cứ đi qua, người ta sẵn bịch, thế là người ta lẳng luôn ở đây rồi. Kể cả xe rác kia người ta cũng không bỏ vào. Được biết đây là lần thứ 2 trong năm 2020, người dân chặn đường vào bãi rác lớn nhất thủ đô. Lần gần nhất người dân chặn xe rác vào giữa tháng 7, việc đền bù giải phóng mặt bằng vẫn chưa được thống nhất. Hiện đơn vị cùng chính quyền địa phương đã gặp gỡ, vận động người dân cũng như trao đổi các phương án giải quyết để sớm đưa xe chở rác vào khu xử lý. Trong khi đó, nhiều tổ dân phố, khu dân cư đã thông báo cho cư dân hạn chế thải rác trong những ngày này.